Thank you.
thì có con đi Hàn Quốc. Yeah.
nhớ luôn hàng quần áo đang mua thật luôn nha. Thank you.
coi. Thank you.
Chua, nhưng mà không, cái vị chua này là vị chua đậm đà. Ăn này cũng ngon rồi. Chua đậm đà chứ không phải là chua nhạt. Đúng rồi, ăn được mới ngon mà. Được, được mà. Cái này có nhá.
Đầy túi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.